Ok, chào Tuấn, cảm ơn em là hôm nay cũng đã mất chút thời gian để có cái cuộc chia sẻ với các bạn sinh viên của trường mình. Thì để mà rõ hơn về em thì em có thể dành một đôi chút là giới thiệu về bản thân mình. Vâng, chào anh, chào tất cả các bạn. Đấy là mình là Tuấn và một cựu sinh viên của Học viện NIT. Mình học khóa CP08. Thế thì bây giờ công việc hiện tại của em đang là... Công việc hiện tại thì là em đang làm kinh doanh bên mảng phân phối thiết bị âm thanh karaoke. Thế thì có một cái lý do hoặc cơ duyên nào mà khi mà mình chuyển từ việc mình học lập trình sang đi kinh doanh về thiết bị âm thanh không? Nói chung là học lập trình mà sang âm thanh thì nó cũng không hẳn là mình chuyển hoàn toàn, nó cũng có một chút là nó liên quan. Vì bên âm thanh thì hiện tại bây giờ phần lớn là âm thanh nó là kỹ thuật số, nó liên quan đến phần mềm. Thì tất cả setup các thứ là trên máy tính, trên phần mềm hết. Thì nó cũng liên quan đến một chút là bên từ lập trình, từ cái phần mềm này. Khi mình đã nắm rõ được những cái phần mềm nó như thế nào rồi thì bên mình làm sang âm thanh thì nó cũng rất là đơn giản hơn, nhưng nó là một lợi thế. Thế thì cái lúc mà anh biết là em đã mở doanh nghiệp rồi, đã hoạt động được 4 năm đúng không? Vâng. Thế thì cái lúc mà mình bắt đầu mình khởi nghiệp lúc cũng rất là trẻ đúng không? Vâng. Thế lúc đấy em có gặp những khó khăn gì không? Nói chung là bao giờ thế, cái bước đầu thì nó rất là nhiều cái khó khăn. Thì thứ nhất là về kinh tế, đầu tiên là về cái vốn, cái nguồn vốn của mình cũng đầu tiên là cũng phải huy động rất là khó. Thứ hai là về kinh nghiệm thì mình cũng phải đi dần dần thì mình mới vào được cái nghề, mình nắm bắt được cái xu thế và hướng phát triển mà nó đi vững. Ok, thế thì bây giờ thì em có thể chia sẻ đôi nét về cái doanh nghiệp của mình đi. Hiện tại là quy mô đang như thế nào, về cái thị trường của mình đang như thế nào? Được rồi. Hiện tại thì bên doanh nghiệp em thì là một trong những đơn vị là nhập khẩu và phân phối thiết bị âm thanh và chuyên về bên mảng karaoke và các quán bar, các bắt. Thì là quy mô thì bên em nhập khẩu phân phối trên toàn quốc, trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và hiện tại giờ em đã phát triển được các hệ thống đại lý giải ra trên toàn quốc. Anh có xem qua cái trang của mình ấy, thì đấy là cũng rất nhiều cái hợp đồng, cái dự án rất là lớn. Vậy thì cái nghề nào cũng thế thôi đúng không? Vâng. Đi đầu tiên là phải có đam mê, đúng rồi, thích đúng không? Đúng. Vậy thì để mà chia sẻ với bạn sinh viên, có một cái câu châm ngôn hoặc một cái mục tiêu nào đấy mà em, một câu nói nào đấy mà em thích không, để có thể chia sẻ cho các bạn lấy đấy làm động lực của mình có thể phát triển cái nghề nghiệp của mình. Nói chung là cái câu mà châm ngôn hay là các cái danh ngôn thì em cũng không đam mê về cái vấn đề này thì em không nắm được, nhưng mà làm cái gì thì nó cũng phải cần có đam mê. Đam mê và mình phải theo đuổi cái đam mê của nó thì nhất định mình sẽ thành công. Ok, cảm ơn em. Còn các bạn nhé, thì đấy như bạn Tuấn vừa chia sẻ đúng không, mình làm lập trình hay mình làm kinh doanh làm gì đi chăng nữa, đầu tiên mình phải có đam mê, mình đặt ra mục tiêu thì mình hoàn thành nó đúng không? Đúng rồi. Vậy thì cũng xin chúc các bạn là mình giữ được cái đam mê của mình và sớm thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.